có chuẩn bị ký nếp rồi các bạn. Rồi mình rút nếp xong rồi các bạn. Mình sẽ đem đi xôi ha, đi xôi đi nấu nha các bạn. Chuối mình thu hoạch nó cũng chín rồi các bạn. Mình sẽ làm cái món chuối nướng nha các bạn. Mời các bạn đi làm với mình rồi cùng thưởng thức với mình nha. Nếp xôi cũng chín mình cho ra thao nha các bạn. Đó, để hồi mình ép mình nướng với chuối. Đây là mình đã cho nước cốt dừa vô rồi nha các bạn. Đây mình đốt than để mình nướng chuối nha các bạn. Mình làm cái món chuối nướng nha, tại vườn chuối nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Bò TV ha. Rồi, hôm nay mình ra đây mình đốt than mình nướng chuối cho các bạn ngoài vườn chuối trong nhà. Cúp điện nóng quá các bạn. Nay nó chín hết trơn rồi, các bạn thấy không? Đó, quá ngon rồi hen, không có thuốc nó chín từ từ các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ nướng cái nào mình ăn nếp thì mình cuốn nếp, còn mình không cuốn nếp mình để cho mình nướng y nha các bạn. Mình ăn ha. Mình kêu than mình bỏ chuối lên mình nướng nha các bạn. Gió chiều nay hơn rồi, ở đây gió nó mát đó các bạn. Gió nó mát. Bạn thấy không? Quá trời gió luôn. Mình để nguyên cho mình nướng luôn nha các bạn. Cháy chín thì mình quấn nếp ha, còn cháy sống để vậy mình nướng mình ăn nha các bạn. Các em đang lên vàng quả đây các bạn. Ê, quá trời luôn ha, tha hồ ăn nha các bạn. Chín có sống có ha, giờ mình sẽ chở nó thôi nha các bạn. Nóng quá. Nứt cho các bạn, chín nó nứt lên. Quá sai nãy rồi các bạn. Mười mấy nãy đó các bạn. Buồn này là mười mấy nãy. Còn bên kia nữa, bên kia còn mấy buồn nữa rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bự bự không? Đợt này ra quá trời, lâu quá mình không ra các bạn. Bữa nay trời gió quá mưa, đang rất hột. Nhuyễn nhuyễn này nha các bạn. Đó, ướp cả lá chuối rồi các bạn thấy không? Chắc phải đi vô trong nhà thôi nha các bạn. Rồi, chuối nó cũng chín được rồi nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ đem vô thôi ha, đem vô mình ép thôi nha các bạn. Đó, các bạn cái nào mình ăn sống thì được mình ăn ha, cái nào không ăn thì mình ép ra mình với lại nước nha các bạn, mình nướng nha, làm chuối nước nha các bạn. Xôi này xôi nước cốt dừa nha các bạn. Rồi, mình sẽ lọc chuối cho các bạn xem nha. Rất là dễ nha các bạn. Nóng quá các bạn. Đây, mình dít cục xôi cỡ này ha. Đó, mình cán ra cho nó đều, cho nó mỏng nha các bạn. Rồi xong mình bỏ chuối lên mình nướng nha. Đây, mình sẽ đặt trái chuối lên đây nha các bạn. Đó, thì mình sẽ cuốn bằng kiểu này ha. Đó, mình cuốn kiểu này nha các bạn. Đây, nó dư sôi thì mình sẽ cắt đây ha. Dễ đó các bạn, không có gì khó ha. Dễ làm. Rồi, hai đầu mình sẽ ốp như thế này nha các bạn. Đó, các bạn muốn đều thì các bạn cứ dò kiểu này ha. Chặn hai đầu lại như thế này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ làm. Đây.
rất là ngon nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Rồi mình đem đi nướng thôi, đơn giản thôi các bạn, không có gì cầu kỳ ha. Cái có cái nước dừa, các bạn thấy cái xôi nó bóng mà nó ngon nha các bạn. Rồi mình sẽ làm tiếp cái nữa cho các bạn xem ha, rất là dễ làm nha các bạn. Cực kỳ. Mình cuốn được 5 trái nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dễ làm ha, không có gì cầu kỳ khó nha các bạn. 5 cái chuối nướng nếp nha các bạn. Chuối nếp nướng nha. Các bạn sẽ để cái miếng lá chuối lên đây và cái trái chuối lên như thế này nha các bạn. Đó, đơn giản vậy ha. Thì ở đây mình sẽ gấp cái này lại nha các bạn, theo cách mình làm ha, còn các bạn làm như thế nào thì mình tùy các bạn ha, còn riêng mình thì mình chỉ làm bằng cách này nha các bạn. Đây, đơn giản dễ làm các bạn thấy không? Bích hai cái đầu lại ha, rồi mình sẽ để qua một bên nha các bạn. Nhà mình thì bao là lá chuối, các bạn không phải suy nghĩ, nhà mình thì lá chuối thoải mái, lá chuối nhà nguyên vườn chuối rồi các bạn. Tại sao mình bịt cái đầu đó các bạn, mình bịt cái đầu đó để cho cái thứ nhất là nó chín, cái thứ hai nữa là nó không có có lọt nó bụi vô nha các bạn. Đây nó rất là đẹp ha. Rồi rồi giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho nước cốt dừa vô nha các bạn, mình thắng nước cốt dừa ha. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị cho các bạn một muỗng cà phê muối ha, và đây hai muỗng cà phê bột sắn nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô chung, mình quậy hòa tan ra ha. Và đây là hai muỗng ăn canh đường nha các bạn. Mình sẽ quậy đều tay về, bật lửa nhỏ nhỏ riu riu thôi nha các bạn, đừng có lớn quá mà nó đông ha. Mình quậy nó không đều, bột nó sẽ ốc trâu nha các bạn. Bột ốc trâu ra cái nước cốt dừa nó không ngon ha. Giờ được rồi, mình nhắc xuống nha các bạn. Mình cho baro vô ha. Đây mình có chuẩn bị baro đây các bạn. Cho baro vô nhắc xuống ha. Rồi tô nước cốt cũng xong rồi các bạn. Rồi chuối mình cũng quấn xong rồi ha. Giờ mình đem đi nướng nha các bạn. Giờ mình thiêu than cho mình nướng nha các bạn. Rồi bỏ chuối lên mình nướng nha. Rồi, mấy trái chuối này nữa nha các bạn, nướng lại cho nó nóng ha. Rồi mình lại mình trở lại ha. Bỏ thêm chuối lên nha các bạn. Bữa nay nướng gặp trời mưa nữa các bạn. Tối rồi các bạn, giờ cũng 5 giờ mấy, 6 giờ rồi. Trễ rồi. Rồi, giờ mình trở lại rồi các bạn. Nó cũng được rồi ha. Rồi, chuẩn bị là mình sẽ đem vô mình ăn thôi nha các bạn. Rồi, giờ mình gấp ra mâm mình đem vô thôi nha các bạn. À, quá ngon rồi ha. Giờ làm xong rồi là các bạn. Mình nướng nó cháy lá các bạn, trái đen trái đỏ này ha. Đây mình khui ra hai trái rồi các bạn, chuối nướng nếp nè, chuối nếp nướng nha các bạn. Rồi ở đây chuối nướng y nha các bạn, không có có nếp ha. Và đây là chén nước cốt dừa của mình làm, tô nước cốt dừa mình làm đây các bạn. Đây, bên kia mình có chuẩn bị mè ha và đậu phộng nha các bạn. Ăn cái món này theo dân dã miền Tây của mình thì phải có hai cái loại mè và đậu phộng nha các bạn, và baro nước cốt dừa thắng bằng baro bỏ vô cho nó thơm nha các bạn.
đúng là hành lá nhưng mà mình không ăn được hành lá nha các bạn. Đây quá cực kỳ ngon rồi các bạn. Chuối mà nướng phồng phồng lên về ăn nó mới ngon nha các bạn. Đây. Này là không thể chê nữa các bạn ơi, giòn tan. Mình ăn một trái thôi các bạn. Mình để bớt ra đây nha các bạn. Đây mình sẽ dùng một trái chuối nướng này ha. Rồi, hai thứ cũng đều trang nước cốt dừa hết các bạn. Đây nước cốt dừa đây ha. Nước cốt dừa mình thắng đây các bạn. Mình đúng là phải ăn hành lá nha các bạn. Mà mình không có ăn hành lá cho nên mình thử là mình ăn paro ha. Ở đây là đậu phộng nha các bạn. Quê mình sử dụng bằng món này ha. Đó, có đậu phộng với mè nha các bạn. Mè rang ha. Đây. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn, quá ngon rồi ha. Rồi, xin mời tất cả các bạn ha. Xin mời tất cả mọi người nha. Xin mời đại gia đình mình ha. Dùng chuối nướng nếp với lại chuối nướng y nha các bạn. Nó dẻo dẻo quá à. Ngọt béo béo của mùi nước cốt dừa ha, thơm vị của mè và đậu phộng nha các bạn, rất là ngon ha. Chuối không chát nha các bạn, chuối không chát, rất ngon, rất là tuyệt vời các bạn. Thơm thơm với mùi hành ba rô các bạn, ba rô chứ không phải hành lá, mình không ăn được hành lá, rất là ngon, béo béo ngọt ngọt của vị nước cốt dừa thơm hòa quyện rất là ngon, cực kỳ, rất là dẻo nha các bạn, dẻo mà không chát, ngọt. Quê mình miền Tây mình nữa các bạn, mỗi năm mà khổ quá là ăn cái món này, không có gạo các bạn, không có gạo nấu, chế biến chuối nhiều món rất là ngon. Đây mình cắt ra nè các bạn, rất là ngon các bạn. Dẻo dẻo vị nếp nước cốt dừa béo béo các bạn, cực kỳ ngon quá các bạn ạ. Đặc sản quê mình nha các bạn, Bến Tre ha. Quê mình là chuối dừa. Các bạn thấy nướng mình nướng nó cháy vậy nhưng mà ở trong nó không có khét nha các bạn. Bạn dòm nó vậy nhưng mà thật sự ở bên trong nó không có khét. Đây. Các bạn thấy không? Có cái nước cốt dừa nó ướt hết ha. Nó bóng cái mặt chuối nó cực kỳ ngon. Mình ăn tới đâu mình lột cái tới đó nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích cách mình chia sẻ, các bạn nhớ bấm like cho các bạn cùng xem ha. Nhớ bấm đăng ký để xem những video món ăn mới của mình ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye, xin chào tạm biệt.